Alo. Dạ, kính thưa thầy Dũng, kính thưa cô Lan, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì trong bài báo cáo ngày hôm nay thì chúng tôi được ban tổ chức phân công nói về vai trò của bạch cầu ấy toan ở trong chẩn đoán hen. Thì nói về bạch cầu ấy toan thì có hai cái xét nghiệm chính là bạch cầu ấy toan trong máu và bạch cầu ấy toan trong đàm. Tuy nhiên vấn đề đặt ra để dùng bạch cầu ấy toan trong đàm để chẩn đoán thì nó về mặt lý thuyết nó cũng khó, về mặt thực hành thì cũng khó mà có nơi nào thực hiện cái bạch cầu ấy toan trong đàm. Cho nên trong cái bài trình bày ngày hôm nay chủ yếu nói về cái vai trò của bạch cầu ấy toan ở trong máu. Tuy nhiên với một cái chủ đề thì cũng tương đối nó gọi là hơi dễ có câu trả lời là bạch cầu ấy toan cũng không có vai trò gì nhiều trong chẩn đoán bệnh hen hết. Cho nên trong bài trình bày ngày nay hôm nay thì chúng tôi vừa chứng minh rằng bạch cầu ấy toan nó có ít vai trò trong chẩn đoán hen, vừa nói thêm một số cái xét nghiệm khác giúp chẩn đoán hen theo cái cập nhật mới nhất của IRS năm 2022. Thì nói về bệnh hen thì về định nghĩa rồi thôi chắc chúng ta sẽ lướt qua. Trong đó nói về ba cái thành tố chính của hen, đó là viêm mạn tính, và thứ hai là tái tắc nghẽn cái đường dẫn khí, và thứ ba là tăng cái phản ứng đường thở. Và trong đó cái tình trạng viêm mạn tính của đường hô hấp, đường dẫn khí là một cái cơ chế bệnh sinh chính của bệnh hen. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái viêm mạn tính á, thì có trong hen, có trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hai bệnh lý này đều là viêm đường thở mạn tính hết, nhưng mà trong hen thì bạch cầu ái toan là nó chiếm ưu thế, còn trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bạch cầu đa nhân trung tính nó chiếm ưu thế. Và vì thế cho nên người ta còn gọi cái kiểu viêm trong hen là eosinophilic, nghĩa là kiểu viêm đó nó có cái bạch cầu ái toan đóng vai trò chính. Và cái kiểu viêm đó nó cũng có một cái tốt là những cái bệnh lý mà có cái kiểu viêm đó thì nó lại đáp ứng tốt với corticoid, nó khác với kiểu viêm neutrophilic thì nó sẽ đáp ứng không tốt lắm với lại corticoid ở trong cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy thì cái bạch cầu ấy toan là cái cơ chế chính trong cái cơ chế viêm của bệnh hen. Như vậy thì vai trò của nó ở trong cái chẩn đoán hen như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về như thế nào là một cái chẩn đoán hen đúng. Thì cái chẩn đoán hen đúng thì theo Gina chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là về mặt lâm sàng thì bệnh nhân phải có những cái triệu chứng hô hấp gợi ý tới hen như là ho, khò khè, nặng ngực, khó thở. Các triệu chứng đó có thể nó xuất hiện khi bệnh nhân gặp các dị nguyên. Các triệu chứng đó có thể xuất hiện giữa đêm, gần sáng, hay là nó có một cái đặc tính là rất là thay đổi theo thời gian, và cái cường độ của nó cũng lúc nặng, lúc nhẹ, lúc có, lúc không. Thì đầu tiên là bệnh nhân có những cái triệu chứng đó thì sau khi mà chúng ta nghĩ rằng à những triệu chứng đó gợi ý tới một cái bệnh lý hen thì chúng ta phải làm thêm những xét nghiệm để chứng minh rằng nó có một cái tình trạng thay đổi quá mức về cái đặc tính của đường dẫn khí. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ có cái hội chứng tắc nghẽn khi chúng ta đo hổ khí với cái chỉ số FEV1 hay FVC, mà trong tình huống này Gina nói là dưới 0.75 là có một cái hội chứng tắc nghẽn rồi, chứ không phải là dưới 0.7 giống như là cô nói. Thứ hai đó là cái tình trạng thay đổi chức năng phổi theo thời gian hay là dưới sự tác động của thuốc men. Ví dụ như chúng ta làm cái test hồi phục phế quản thì FEV1 thay đổi 12% và 200 ml, hoặc là chúng ta theo dõi cái lưu lượng đỉnh 2 tuần lễ rồi chúng ta coi thử thay đổi sáng chiều như thế nào. Nếu dao động trên 20% thì cũng gợi ý tới chẩn đoán hen. Hoặc là chúng ta dùng cái test co thắt phế quản, test thử thách phế quản đó, bằng histamine, bằng mannitol hay một số cái thuốc kích thích khác. Nếu mà FEV1 nó sụt giảm 20% thì cũng coi như là một cái gợi ý tới chẩn đoán hen. Hoặc là chúng ta điều trị bệnh nhân bằng corticoid uống hoặc là corticoid dạng hít sau từ 2 tới 6 tuần lễ, chúng ta đo lại chức năng phổi cũng thay đổi 12% 200 ml FEV1 thì cũng gợi ý tới một chẩn đoán hen. Như vậy và chẩn đoán hen theo Rina là vừa có lâm sàng là có những triệu chứng hô hấp và những cái bất ổn về đường dẫn khí thì chúng tôi vừa trình bày. Trong cái một cái công bố của IRS năm 2022 thì người ta cũng đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán hen này. Người ta dùng cái tiêu chuẩn này để người ta coi thử là các test khác nhau có cái giá trị chẩn đoán cái bệnh hen theo tiêu chuẩn này nó sẽ như thế nào. Cũng có những triệu chứng lâm sàng nghi ngờ hen, rồi sau đó là chứng minh bằng 4 cái tiêu chí như là FEV1 thay đổi 12% 200 ml,
hoặc là lưu lượng là đỉnh nó thay đổi theo thời gian lớn hơn 20%, hay là test co thắt phế quản dương tính, hoặc là bệnh nhân thay đổi FEV1 sau khi chúng ta điều trị corticoid uống, hoặc là hít. Uống thì khoảng chừng 2 tuần, còn hít thì có thể 4 tới 6 tuần. Và đây là cái lưu đồ để giúp cho chúng ta chẩn đoán hen theo IRS năm 2022. Là đối với những bệnh nhân nào nghi ngờ có cái triệu chứng của hen thì chúng ta đo hổ ký. Và nếu hổ ký có bất thường FAV1 trên FVC nhỏ 0.75 thì chúng ta chẩn đoán được là hen, với điều kiện là chúng ta làm thêm một cái test giãn phế quản hay test hồi phục phế quản dương tính. Nếu mà test hồi phục phế quản này nó không có đáp ứng, hoặc là bệnh nhân không có cái chỉ số FAV1 trên FVC nhỏ 0.75 thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp khác thay thế, như là đo FeNO, đo cái lưu lượng đỉnh trong vòng 2 tuần lễ, hoặc là chúng ta làm cái test co thắt phế quản. Nếu mà ba cái xét nghiệm này đều là âm tính hết thì chúng ta nên xem xét một cái chẩn đoán khác. Nếu như nó có một cái xét nghiệm nào đó dương tính thì chúng ta có thể gợi ý tới một cái chẩn đoán hen. Như vậy đây là một cái lưu đồ. Như vậy trong lưu đồ này cũng chẳng nói gì tới eosinophil ở trong máu để giúp chúng ta chẩn đoán hen cả. Và trong cái công bố của năm 2022 của IRS thì người ta đặt ra nhiều cái câu hỏi để xem thử cái xét nghiệm nào có giá trị chẩn đoán hen tốt nhất, thì gọi là cái câu hỏi BICO. Chúng ta cũng quen với là cái cấu trúc BICO này trong cái môn học về y học chứng cứ. B là cái gọi là đặc điểm của bệnh nhân, Y là cái mà test mà chúng ta muốn kiểm định nó, C là cái tiêu chuẩn mà chúng ta muốn so sánh, còn O là cái tiêu chí. Trong trường hợp này tiêu chí đó là cái độ chính xác dựa vào độ nhạy, độ đặc hiệu, hay là diện tích dưới đường cong róc, vân vân. Thì kết luận của cái nhóm Task Force ở IRS năm 2022 nói rằng á, chúng ta không nên sử dụng cái bạch cầu ấy toan ở trong máu để chẩn đoán hen, mà chúng ta có thể dùng nó để phần nào đó gọi là xếp cái kiểu hình hóa của nó, tức là bạch cầu ấy toan trong máu cao nó có một cái kiểu hen gọi là eosinophilic asthma. Cái kiểu đó thì nó về dị ứng nó mạnh mẽ hơn, kiểu viêm TH2 nó mạnh hơn và có thể nó đối ứng với corticoid tốt hơn. Và đây là một số cái bằng chứng để ủng hộ cái kết luận này của IRS, là người ta search ra khoảng 400 cái nghiên cứu liên quan tới dùng cái bạch cầu ấy toan trong máu để chẩn đoán hen. Và sau khi loại một số tiêu chí thì còn lại 5 cái nghiên cứu, trong đó có một cái nghiên cứu ở chăm sóc ban đầu và 4 nghiên cứu ở những cái tuyến sau hơn, để coi thử là vai trò của eosinophil ở trong máu trong chẩn đoán hen như thế nào. Thì kết quả là trong cái 5 nghiên cứu này thì có 1.280 mấy người bệnh nhân trong tổng số 5 cái nghiên cứu đó, và người ta đưa ra một cái kết quả như thế này, là độ nhạy với độ đặc hiệu nó không có cao. Độ nhạy ở đây chỉ có 15 tới 59% và độ đặc hiệu là 39 tới 100%. Và người ta thấy rằng cái tỷ lệ có một số cái sai sót đó. Ví dụ như là cái sai sót về chọn lựa, là những bệnh nhân mà ban đầu chúng ta nghi ngờ bị hen về mặt triệu chứng lâm sàng thì có thể nghiên cứu này nó khác nghiên cứu khác, cho nên nó có sai sót đó. Rồi thứ hai là cái điểm cắt để chẩn đoán là hen thì có thể là từ dao động từ 4 tới 6%, cho nên có nghiên cứu 4%, có nghiên cứu 6%, cho nên nó cũng có những cái sai lầm trong cái tổng hợp này. Và kết luận cuối cùng là người ta thấy rằng nếu như chúng ta dựa vào một cái tần suất hen và với những cái triệu chứng lâm sàng như vậy ở ở tuyến ban đầu mình đoán là 20% bị hen, thì khi đó mình làm cái xét nghiệm này thì cái tỷ lệ mà chẩn đoán chính xác đúng là 200 người sẽ bị hen, ở trong 1.000 người thì 200 người bị hen, thì đây người ta đoán được có khoảng chừng 30 tới 118 người bị hen thôi. Còn cái này là bị bỏ sót, cái này là chẩn đoán sai. Như vậy chúng ta thấy cuối cùng kết luận là cái độ chính xác của cái test dùng eosinophil ở trong máu để chẩn đoán hen là rất là thấp, dù nó ở chăm sóc ban đầu hay là ở tuyến sau đó. Và đây là cái bảng tổng kết chung, từ câu hỏi nghiên cứu rồi tiêu chí dùng để chẩn đoán hen thì chúng ta dùng cái tiêu chí này để tính ra độ nhạy đặc hiệu, thì cuối cùng cái độ chính xác của test là không cao. Và một số cái thông tin thêm, ví dụ như độ nhạy, độ đặc hiệu ở đây, và cái diện tích dưới đường cong ở đây chúng ta thấy là dưới đường cong róc 0.6. Chúng ta biết là đường diện tích dưới đường cong róc mà 0.5 thì giống như đoán mò, nói một thì quá tốt, hay 0.6 thì nó cũng hơi nhỉnh nhỉnh hơn 0.5 một chút, nó ít có giá trị. Như vậy cuối cùng thì kết luận của IRS về vai trò của bạch cầu ấy toan trong máu trong chống hen là như thế nào, là người ta nói là khuyên có dịch tiếng Việt.
Ủa, xin lỗi, lộn cái bài này. Em sẽ nói là cái bài cũ thôi. Kết luận của cái luận Y là nói rằng cái độ dài vừa đặc hiệu của bạch cầu ải toan trong máu trong giai đoạn hen thì quá thấp và cái sự dao động quá lớn, cho nên chúng ta không dùng nó để chẩn đoán hen. Tuy nhiên người ta nói rằng khi bệnh nhân đi tới khám mình vì hen, vì những triệu chứng nghi ngờ hen, thì trước đó họ có thể làm cái xét nghiệm máu trước đó rồi, vì nhiều lý do họ có cái công thức máu, có bạch cầu ải toan trong máu trước đó. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng bạch cầu ải toan trong máu lớn hơn 4% hay là lớn hơn 6%, thì với những cái triệu chứng nghi ngờ bệnh hen thì cái độ đặc hiệu để giúp chẩn đoán hen ở đây là khoảng 80-95%. Như vậy nếu mà chúng ta nghi ngờ bệnh hen lắm trên lâm sàng mà chúng ta dựa thêm vào cái bạch cầu ải toan trong máu trước đó bệnh nhân có, thì cũng gợi ý tới một cái chẩn đoán hen với một cái độ nhạy đặc hiệu tương đối cao, nhưng mà độ nhạy chúng ta dùng nó để chẩn đoán hen thì nó quá thấp, cho nên chúng ta không dùng nó để trong thực hành lâm sàng để quyết định là bệnh nhân có bị hen hay không bị hen. Và cái lợi ích chính của bạch cầu ải toan trong máu là giúp chúng ta gọi là kiểu hình hóa những bệnh nhân nào có bạch cầu ải toan trong máu cao, thì đó là một cái kiểu hình eosinophilic asthma, thì nó sẽ có một số cái đặc tính như là dị ứng, những cái test dị ứng thường nó sẽ dương tính, rồi bệnh nhân sẽ đáp ứng tốt với corticosteroid. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và anh chị đã lắng nghe.